Xin kính chào quý vị và các bạn. Sau đây tôi xin giới thiệu với quý vị và các bạn về cách thay chân khuỷu của một bộ sen tắm. Bước 1, chuẩn bị dụng cụ bao gồm mỏ lết, kìm nước, tô vít, băng tan và hòm dụng cụ. Bước 2, ta treo biển bảo dưỡng. Tiếp theo, ta khóa van cấp nước cho sen tắm. Bước 3, dùng mỏ lết tháo dây sen tắm ra khỏi thân sen tắm. Bước 4, tháo thân sen ra khỏi chân sen tắm. Bước 5, ta dùng mỏ lết tháo chân sen hỏng ra. Bước 6, cuốn băng tan vào chân sen mới. Ta cuốn băng tan đều, chặt và ngược chiều kim đồng hồ. Tiếp theo, ta lắp chân sen tắm mới vào vị trí ban đầu. Bước 7, lắp thân sen tắm vào chân sen tắm. Tiếp theo, ta lắp dây sen tắm vào thân sen tắm. Bước 8, ta mở van cấp nước cho sen tắm. Bước 9, ta xả nước ở sen và kiểm tra độ kín khít của chân sen. Ta thấy chân sen mới, kín, không bị rỉ nước. Như vậy, quá trình thay chân sen mới hoàn thành. Tôi vừa chia sẻ với quý vị và các bạn về cách thay chân khuỷu của một bộ sen tắm. Xin chân thành cảm ơn sự theo dõi của quý vị và các bạn.